Em Ngọc Bình xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là ngày 10 16 rồi anh Duy nhỉ? Rồi, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại tiếp tục chia sẻ với mọi người những loại lan mới đẹp mà hôm nay em cập nhật về. Hôm nay chủ yếu là em cập nhật được lan đuôi cáo là cây to đẹp hàng tuyển không ạ? Là số lượng về rất là nhiều và em cũng đã bán sỉ đóng sỉ xong rồi và hiện giờ em mới bắt đầu là làm clip để giới thiệu chia sẻ cho mọi người được á. Thì đấy em đi trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng mà hôm nay em có cho mọi người thì em xin được tự giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng nhé. Và số điện thoại để liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102. Các bạn gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em đơn hàng và địa chỉ rồi chúng em sẽ liên lạc lại để chốt đơn hàng và gửi hàng đi cho các bạn trong ngày luôn ạ. Đó. Còn những các bạn mà nhắn tin vào Zalo hay là Facebook thì chúng em không không check được tin nhắn trong đấy mà sẽ không nhận được đơn hàng luôn nhé các bạn nhé. Các bạn cứ vui lòng là nhắn tin vào số điện thoại cho em thôi. Chứ còn trong Zalo thì chúng em lại sẽ không tiếp nhận các đơn hàng luôn nhé. Trong Zalo em chỉ tiếp nhận những khách hàng mà hàng bị lỗi hay là bị hỏng gì đấy thì tiếp nhận những cái phản ánh đấy của các bạn thôi. Đó. Và hình thức bán hàng của em sẽ ship hàng COD đi cho tất cả mọi người trên toàn quốc luôn. Ship mọi miền tổ quốc đấy ạ. Rồi các bạn sẽ có bên nhân viên giao hàng tận tay cho các bạn và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng nhé. Đó. Bây giờ em đi vào giới thiệu các mặt hàng mà ngày hôm nay em có luôn. Như các bạn đang thấy ở trong hình ảnh đây là lan đơn cam. Lan đơn cam thì em có hai loại hàng. Loại cây dài trên 10 cm nhé các bạn. Ở bên này là loại cây dài trên 10 cm trở lên hết nhá. Và hoa đơn cam bây giờ đang nở rất là rộ đây. Mẻ đơn cam này vẫn còn hoa nở rộ. Và chỉ còn lác đác một hai ba thân gì đấy nên là nó vẫn còn đang giữ được nụ như này thôi. Nhưng mà những cái nụ này cũng đang đang nở ra hết rồi. Thì lan đơn cam màu sắc đây. Đó rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Cái loại cây dài trên 10 cm này là 1 triệu 300 nghìn 1 kg nhé các bạn. Còn ở bên này đây thì loại ngắn dưới 10 cm này. Đấy, gọi là cái loại nó hàng nó là nói chung là về cái hàng này thì chúng ta lợi về đầu cây rất là nhiều nhưng mà cây nó sẽ nhỏ hơn ngắn hơn thế thôi. Đấy. Như những thân ngắn ngắn là nó cũng cho hoa bình thường cả nhá. Hôm qua em có thấy một 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 củ kiểu như bằng này thôi mà nó vẫn cho hoa bình thường các bạn ạ. Nhưng mà củ đấy đâu rồi nhỉ? Nói chung là chắc là các bạn hôm qua thì các bạn đóng gói cho khách rồi. Cái này lại có giá là 1 triệu, có khả năng là em cũng hết hàng rồi này. Đó. Và tiếp theo thì em có lan đai châu nhé các bạn nhé. Đai châu Thái hàng bọc hàng hàng trồng trong chậu như này nhé. Mỗi một cây như này là 200.000 một cây ạ. Đó. 200.000 một cây như này nhé các bạn. Còn ở đây loại cây bé hơn này là 170.000 một cây này. Đó. Có 3 cây thôi, 170.000 một cây. Loại 170 này em còn có 3 cây thôi này. Đó. Và đai châu thì em vẫn còn có cái loại ở trên bảng như này đây. Đấy. Loại ở dưới đấy thì nó là thành hình chậu nhưng mà cái ở đây thì em còn có những cái bảng em treo ở đây luôn này. Đó. Mỗi cây ở trên bảng, mỗi một bảng này cũng có giá là 200.000 một bảng nhé các bạn nhé. Đấy các bạn thích lấy bảng hoặc lấy chậu thì đặt hàng với nhân viên chúng em sẽ chốt đơn để gửi hàng lan đi cho các bạn trong ngày nhé. Đấy, cây rất là đều nhau luôn ạ. Đó, mỗi bảng là 200.000. Và ở trong chậu đây cũng là 200.000 nhé các bạn. Đấy, những cây ở trong chậu đây cũng là 200.000 này. Và tiếp theo đây là lan ý ngọc. Lan ý ngọc và đây là mặt bông của lan ý ngọc đây, đang nở ở đây có mỗi một khóm là đang nở bông thôi. Còn tất cả ở đây thì vẫn còn đang là nụ đây này. Đấy. Nụ chi chít luôn. Nụ như những chùm lũa. Đấy. Nụ chi chít luôn ạ. Đó, đang nụ chi chít luôn. Hoàng thảo ý ngọc có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. Đó, 300.000 1 kg. Riêng mỗi một khóm là đang nở hoa thôi, đấy. Đó. Và tiếp theo đây là lan báo hỷ. Lan báo hỷ hôm nay thì khá là dài. Lan báo hỷ này thì em có liên kết được một bạn ở trong trong Bình Thuận gửi ra cho em luôn. Đấy. Lan báo hỷ này có giá là 150.000 1 kg đấy các bạn. 150.000 1 kg. Rất là đẹp ạ. Và ở đây em có một khóm báo hỷ này, thân to dài này. Đấy.
cái khóm bao hỉ này nhá, rất là to dài này, đó. Riêng khóm bao hỉ này có giá là 200.000 nhá. Có một khóm duy nhất Thuận. Thân rất là to dài đấy. Đó. Đấy. Thân to mập mạp luôn nhá các bạn nhá. Đấy, khóm này là 200.000 nhá các bạn. Và còn tiếp theo đây còn có Lana. Cái này là Lana dáng hương tam bảo sắc. Cây đột biến nhá các bạn nhá, cây đột biến được Thái nuôi cấy mô với ra với cái số lượng nhiều và cũng có cái giá nó sẽ rẻ hơn cái hàng của rừng. Tất nhiên nó cũng là giống từ rừng nhưng mà họ mang về họ cấy mô nhá. Rồi họ trồng theo theo nhà vườn, họ trồng theo hàng loạt với có số lượng nhiều nên mới được cái giá, mức giá là rẻ nhá các bạn nhá. Mỗi một cây dáng hương tam bảo sắc hoa đột biến trắng ngà này có giá là 300.000 một kilo, một cây nhá. Mỗi một cây được trồng vào trong một chậu như này. Đó. Đấy, mỗi một cây được trồng vào trong mỗi một cái chậu như này nhá. Hoàng dáng hương tam bảo sắc nhá. Thì nó là hoa đột biến màu trắng ngà nhá. Em nói rõ hơn là hoa rừng bình thường á thì nó sẽ có 3 màu là gồm có màu trắng, màu vàng và màu tím. Là nó gồm 3 màu nhưng mà cây này là cây đột biến, nó đã mất đi cái màu vàng và màu tím rồi nhá. Bây giờ nó chỉ còn cái màu trắng ngà thôi. Đấy. Đó. Thì có giá là 300.000 một cây ở trong một chậu nhá các bạn. Và còn ở đây còn có mấy cây lana đuôi chồn này. Mấy cây lana đuôi chồn này cũng là hoa đột biến nhá, trắng hẳn nhá. Bình thường thì hoa đuôi chồn thì ở rừng lúc khai thác về á, nó không phải là hoa bình thường á, không phải là hoa đột biến ấy, thì nó sẽ có màu trắng màu hồng nhá các bạn nhá. Màu trắng tím hồng. Đấy. À, chấm chấm hồng nhá. Nhưng mà cái này là nó đột biến, nó cũng là hàng của rừng đột biến và Thái lấy về họ cấy mô và trồng được hàng loạt với cái giá rẻ hơn. Đấy. Thì mỗi một cây này là 200.000 một cây. Mỗi cây đều được trồng vào trong một cái chậu như này nhá các bạn nhá. Đấy. Em còn có 5 cây ở đây này, đó. Đấy, 200.000 một cây nhá, cây chồn trắng nhá. Chồn Thái nhá các bạn nhá. Cái này Thái họ trồng nhá. Đó. Và tiếp theo đây là lan đuôi cáo đây. Đây là lan dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo thì có giá là 300.000 một kg. Loại cây to, hàng đẹp, tuyển nhá các bạn nhá. Hàng cây tuyển nhá. Đó. Lan đuôi cáo thì bây giờ bắt đầu đang ra mùa nụ như này. Cây nào cũng đang có nụ hết đó các bạn. Đó. Đấy, cây nào đang nụ hết. Đây này, như cây này nụ chỉ còn ngắn ngắn như này thôi. Đó. Cái này thì khoảng 5 cây 1 kg. Cái cáo này nhá. Toàn hàng tuyển cây to hết thôi. Đấy, có những cây là nụ đã ra rất là dài rồi. Đấy. Chúng ta nên mua sớm chứ còn khoảng sau một tuần nữa nụ nó mà dài quá, tỷ lệ nụ nó có khả năng là gãy rất là nhiều. Nên là chúng ta sẽ không được xem hoa. Đấy. Nên là chúng ta nên mua sớm vào cái thời điểm bây giờ là tốt nhất. Hôm nay chỉ có độ khoảng chục cân cáo loại cây to này, 300.000 một kg nhé. Là đuôi cáo cây to. Và ở đây em có hai phần cáo. Hai phần cáo này cũng gọi là tạm tạm, gọi là xếp V một tí thôi. Chứ còn chưa phải xếp hẳn, chứ còn xếp hẳn thì dân họ lọc ra họ bán riêng lẻ từng cây một rồi. Đấy, em đếm luôn cái phần này này. Một này, hai cây này, ba cây này. Đó, ba cây rồi nhá. Đấy, bốn cây này. Năm cây. Cây này nhỏ nhất trong phần này đây. Năm này, cây số năm này. Và sáu, bảy này. Đấy. Cây này là liền ngọn nhá, hai ngọn chung một gốc nhá các bạn. Đây, hai ngọn chung một gốc này. Đấy, rất là đẹp luôn, có hai vòi hoa xanh lét luôn. Không biết là nở ra được hoa trắng thì nó ra khối tiền. Thì phần này là 300.000 này, cho là phần số 1 nhá các bạn nhá, 300.000 thôi. Cho một phần này. Và còn đây cũng có một phần này, còn đây một phần nữa này. Phần này thì cây to hơn cái phần đấy. Thì cũng có giá là 300.000 nhá các bạn. Đây, cây này thì tạm tạm gọi là xếp V một tí. Đấy, lá rất là dày. Cây này rất đẹp luôn ạ. Một cây này. Đấy, cây này xếp V bằng lá dài này, có nụ đây. Đấy. Hai cây này. Ba cây này. Cây này bị gãy một lá ở rừng rồi. Lá nó phải vàng vàng đây, gãy rừng rồi. Đây có nụ đây. Có nụ nhá, trong gốc lá gãy kìa. Đó. Trong bẹ lá đấy. Có ba rồi nhỉ, đúng không? Ba cây và bốn cây. Đấy, cây này là cây số 4 đây. Cây này để xếp khá là khít đây. Đấy. Thì có phần số 2 này cũng là 300.000 nhá các bạn nhá. Những cái lá gãy này về chúng ta cắt đi cũng được bạn ạ.
300.000 phần số 2 này nhá. Còn đây, hàng cáo cây to đây. Đấy, hàng tuyển thì nó phải như này nhá. Giá là 300.000 nó phải như thế này. Đó. Đấy, cây nào như cây nào hết này. Đó. Rất đẹp luôn. Đấy, cây to đùng này. Những cây này thì nó sẽ rất khỏe. Đây, như cây này nó còn xếp lưng luôn này. Đó. Nhưng mà xếp lưng có mỗi cây đấy thôi. Đấy. Rất đẹp luôn ạ. Đó. Và tiếp theo ở đây một dòng giáng hương nữa cũng đang có nụ đây. Là giáng hương cẩm báo nhá. Giáng hương cẩm báo này em nhập rừng Tây Bắc nhá. Điện Biên, Lai Châu gì đấy. Mối bên đấy họ gửi về cho em. Nói chung là hai cái tỉnh đấy em không biết là họ lấy ở rừng tỉnh nào nữa. Đấy. Hoa lan cẩm báo đây, có những bông nó đã bắt đầu nở này. Rất là thơm nhá. Hoa lan cẩm báo thì thơm lắm. Mùi hương thơm của nó giống như là mùi mật á. Rất là thơm ạ. Mà mùi hương nó tỏa rất là ấy nhá. Chỉ cần một cây nở trong vườn thôi là có những lúc nó thoang thoảng gió nó thổi qua hướng mình cái là thơm phức, thơm nức mũi luôn. Đấy, 300.000 một cân cân lan cẩm báo nhé các bạn nhé. Và đây là lan vải rồng đây. Vải rồng này thì hơi xấu xấu. Thì 150.000 một cân lan vải rồng. Còn đây hạc vĩ bắc nhé các bạn. Hạc vĩ bắc thì 280.000 một kg này. Đó, hạc vĩ bắc bây giờ đang lên mầm gốc. Cái này rất là đẹp luôn ạ. Hạc vĩ bắc thân to đều này. Đấy, cũng có một ít thân tía mà cây thân nhỏ này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đây, hạc vĩ bắc nhá, 280.000 một cân ạ. Còn đây là lan hương vani. Đó, đây là hương vani nhá các bạn. Đó, hương vani thì có giá là 300.000 nhá các bạn. 300.000 một kg ạ. Đó, 300.000 một kg hương vani ạ. Còn đây nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì 120.000 một kg thôi các bạn. Nhất điểm hoàng thì hoa thơm như là mùi quả cam á, rất là thơm ạ. Đấy, nhất điểm hoàng còn độ khoảng 5 cân thôi. Đó. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì có giá là 130.000 một kg thôi các bạn. Đây là kim điệp xuân nhá. Đó. Kim điệp xuân bây giờ đang lên mầm gốc rất là đẹp rồi ạ. Đấy. Như đây, thân này đang lên mầm gốc đây. Đấy. Đẹp lắm. Đấy, tất cả đều đang lên mầm gốc cả các bạn ạ. Đấy, như khóm này vẫn chưa thấy xuất hiện mầm gốc đâu này. Đó. Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào đây. Ngọc thạch rừng Lào thì còn độ 3 cân nha. Ngọc thạch rừng Lào thì nó sẽ cho chuẩn màu là 3 màu luôn, ngọc thạch 3 màu luôn. Thì có giá là 180.000 một kg thôi các bạn. Và còn đây là sơn thủy tiên. Mẻ sơn thủy tiên này cây tròn đẹp. Nói chung không phải là cây dài lắm. Những cái khóm lẻ lẻ này cũng ít thôi các bạn. Đó. Sơn thủy tiên thì có giá là 220.000 một kg nha các bạn. Sơn thủy tiên ạ, 220.000 một kg ạ. Mà còn đây là hoàng phi hạc đây các bạn. Hoàng phi hạc hàng này, mẻ hàng này cũng rất là đẹp. Thân thì cũng rất là đều và vàng óng luôn ạ. Thì lan hoàng phi hạc này có giá là 170.000 một kg thôi. Đó. Đây. Và còn đây là hoàng thảo xoắn nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn thì có giá là 300.000 một kg đấy ạ. Hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Đó. Hoàng thảo xoắn thì năm nay rất là hiếm hàng. Đấy. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn có giá là 250.000 một kg nha các bạn. Đùi gà tròn này hàng cũng rất đẹp đấy ạ. Hàng mới về xanh mướt luôn. Đó. Thân to luôn này. Đấy. 250.000 một kg. Loại hàng đẹp nhá. Và còn đây là kiều tím. Kiều tím hay còn gọi là kiều hồng miền Trung đây. Thì hiện giờ thì cây đang bắt đầu ra nụ như này rồi các bạn. Đấy, kiều tím, kiều hồng đây. Bây giờ cây đang ra nụ này, có những cây là đang bắt đầu ra nụ nhá. Đấy. Nụ đang to như này rồi. Đó, có những nụ là đang bắt đầu sưng như này nhá các bạn. Đấy, như thân này đang sưng nụ này. Thân này sưng hai mắt nụ luôn. Không biết là mắt dưới này sưng chưa. Còn đây là mắt năm ngoái nở rồi. Đấy. Thì kiều tím miền Trung có giá là 350.000 một kg nhá các bạn. Kiều tím hay gọi kiều hồng đấy nhá. Là 350.000 ạ. Đó. Đang rất là nhiều nụ rồi, chúng ta nên mua sớm nhé chứ mua muộn quá nụ nó rụng hết.
Và còn đây là ngọc thạch Bắc nhá. Ngọc thạch Bắc có giá là 220.000 1 kg đấy ạ. Ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang ra nụ rồi, và giá bây giờ thì ở đầu mối họ cũng đẩy giá lên rất là nhanh. Em cũng chả hiểu sao là giá năm nay nó tăng vùn vụt này, em cũng không biết nữa. Chúng ta nên mua sớm chứ còn sau này nữa không biết là giá nó lên như nào nữa, em chả biết nữa. Nói chung là giá nó lên thì chúng em chia sẻ với mọi người cũng phải nhích lên thôi. Đấy. Đấy, cây bây giờ đang nụ này, cây này đang sâu sâu đi một nửa thân rồi nhưng mà vẫn còn đang cho nụ, cố gượng để cho nụ đây. Đấy. 220.000 một cân nhá. Và còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa đây thì toàn là hàng giống đấy các bạn. Hàng giống, hàng cây nhỏ nhỏ thế này thôi. Kim điệp nhựa thì cái loại hàng đẹp thì nó trên 200.000, gần 300.000 một kg cơ. Đấy. Loại hàng đẹp thì không có hàng về nên là có được cái hàng giống chia sẻ cho mọi người là dưới giá là 180.000 một kg thôi các bạn. Kim điệp nhựa nhá. Và còn đây là sóc tím rừng Lào này. Sóc tím rừng Lào có giá là 180.000 một kg này các bạn. Đây nhớ các bạn, sóc tím rừng Lào 180.000 một kg ạ. Đó. Còn đây là chồn trắng rừng Lào đây. Chồn này thì cho bông màu hồng hồng nhé các bạn nhé. Rừng Lào ạ. Thì có giá là 250.000 một kg ạ. 250.000 một kg nhé. Cây cũng rất là đều đẹp ạ. Còn cái này là trầm vàng. Trầm vàng thì em hết hàng rồi. Đây là trầm vàng em hết hàng rồi. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân có giá là 280.000 một kg nhé các bạn. Long tu xuân thì vẫn được giữ giá từ đầu năm đến giờ là 280.000 một kg. Vẫn chưa thấy cái hiện tượng là lên xuống gì. Nên là mặt hàng cũng rất là bình ổn và cũng rất là ít hàng, thì không có nhiều hàng lắm. Đấy, thỉnh thoảng thì độ khoảng tuần 2 tuần em mới bắt được một mẻ về để chia sẻ với mọi người. Đấy. Và còn đây là tóc tiên Bắc nhá. Tóc tiên Bắc thì có giá là 150.000 một kg đấy các bạn. Đấy, 150.000 một kg nhé các bạn. Loại này chúng ta trồng vào chậu cho đứng ngọn lên, cho đứng những cái lá này lên rất đẹp luôn. Chúng ta vừa xem lấy ra, chúng ta trồng cao nhé, đặt trồng chậu vỏ thông sơ dừa gì đấy cũng được, hoặc là than củi lẫn với sơ dừa, hoặc là vỏ như ở trong các bạn ở trong miền Nam ấy thì trồng một vỏ cây vũ sữa cũng được này. Đấy, chúng ta đập dập ra cho vào chậu nhá, xong rồi đặt trồng cao lên, trồng cái cây này cho nó cao lên để cho cái rễ của nó nổi hẳn lên, nhìn những cái rễ này rất là to đẹp luôn, nhìn rễ của nó rất thích. Đấy, trồng càng cao càng tốt. Và còn đây là kiều tím, em xin lỗi, đây là kiều vàng nhá các bạn. Kiều vàng này là hàng tuổi luôn đó các bạn ơi, thân to đùng đều đẹp luôn. Kiều vàng này hàng tuổi này, đây, đây là những cái mầm nụ này. Đây là những cái nụ đang rất to rồi các bạn, những cái nụ này chuẩn bị nở hoa đây. Khóm nào cũng đang có nụ hết đó các bạn. Cho dù ngắn dù dài thì nó cũng đang nụ hết. Đấy. Đó. Đó là hàng, cái này là hàng tuyển đẹp luôn ạ. Đấy, như thân này đây, năm ngoái nó ra hoa này, năm ngoái ra hoa hai vòi này, năm nay tiếp tục nở một mắt ở dưới này. Đó. Về cái kiều và cái đùi gà nó phải nở hết mắt ngủ thì nó mới thôi cơ. Đấy, buồn buồn nó lại nở. Đó. Cái kiều vàng này là hàng tuyển nhá các bạn nhá. Nên là có giá cũng khá là đẹp nhá. Giá rất là đắt luôn ạ. Giá là 250.000 một kg luôn. Đó. Đây đang nụ này, khóm nó đang nụ hết nhá. Đấy. Đấy, hàng rất đẹp luôn ạ. Xanh mướt luôn, như thân này vẫn chưa có thấy có hiện tượng nụ dâu nhỉ. Đấy. Kiều vàng này có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. Đấy, thành từng khóm này cơ. Khóm nào đang nụ nhá. Đấy. Đảm bảo là các bạn có nụ để các bạn chơi hoa luôn mùa sắp tới này. Đấy, kể cả khóm này đang sưng mắt nụ này. Đấy, mắt nụ này đang sưng này. Đó. Đấy. Kiều vàng thì bây giờ nụ đã to như này rồi nên là chúng ta nên mua sớm nhá các bạn nhá. Đấy, 250.000 một kg đấy ạ. Và còn đây là kiều vuông. Mặt hàng này thì cũng chuẩn bị sắp có nụ rồi nhá các bạn. Kiều vuông mỡ gà đấy ạ. Kiều vuông cho hoa màu mỡ gà đấy ạ. Kiều mỡ gà đấy ạ. Thì kiều mỡ gà này cũng có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. 250.000 một kg ạ. Đó. Và tiếp theo đây thì em có lan hoàng lạp ở đây. Lan hoàng lạp thì cũng chỉ có giá là 150.000 một kg thôi. Lan hoàng lạp, mẻ lan hoàng lạp này rất đẹp luôn ạ. 150.000 một kg này. Bái chạy.
Còn đây giày kiếm đỏ. Giày kiếm đỏ này là 600 nghìn này. Đó. Và còn ở đây là kiểu vuông. Kiểu vuông thân ngắn nhé các bạn. Kiểu vuông thân ngắn này cũng có giá là 200 nghìn 1 kg thôi các bạn. Kiểu vuông thân ngắn nhé. Đấy, 200 nghìn 1 kg thôi ạ. Loại này thì cây nó ngắn ngắn thôi, không được nó không dài đâu. Cây nó chỉ ngắn lên như tầm như này, trồng rất là lên chậu rất là đẹp ạ, trồng đứng cây. Đó. Và còn đây là giáng hương tam bảo sắc nhé các bạn. Giáng hương tam bảo sắc thì cây bây giờ đang ra nụ rất là dài rồi. Đây, đây là những cái chùm nụ này, chuẩn bị nở hoa nhé các bạn. Đây là hàng rừng Tây Bắc nên là cây của nó cũng hơi bị nhăn nheo tí, nhưng về chúng ta ngâm B1 ghép lên là cây sẽ mượt lại nhá. Hàng này có giá là 250.000 1 kg đấy ạ. Giáng hương tam bảo sắc nhá, 250.000 1 kg ạ. Đây những cái nụ đó đã có những nụ dài quá nó rụng bớt này, đó. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người, và em đã báo giá chi tiết từng loại nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp vào cơ sở, số của cơ sở chúng em là 0984754102 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Trung Quốc nhé.